Thưa quý vị, ban nhân dân tỉnh Bình Thuận mới đây cho hay là cơ cấu thu hút đầu tư của tỉnh đang chuyển đổi rõ nét theo hướng khuyến khích phát triển năng lượng sạch, nhất là năng lượng tái tạo. Dự kiến trong thời gian tới thì sẽ có khoảng 20 dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí của nhà đầu tư trong và ngoài nước được triển khai tại Bình Thuận với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 94.000 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 19 dự án đăng ký đầu tư với tổng công suất đăng ký khoảng 1.200 MW, có 3 dự án đi vào hoạt động với tổng công suất là 60 MW. Theo quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Bình Thuận, đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy điện đạt 2.500 MW. Hiện theo đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thì trong thời gian tới, tỉnh này có khoảng 20 dự án điện gió, điện mặt trời và điện khí của nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ được triển khai tại Bình Thuận. Với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 94.000 tỷ đồng, trong đó số lượng dự án tập trung vào lĩnh vực năng lượng sạch chiếm áp đảo với tổng số vốn đầu tư dự kiến hơn 94.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Tân. Nổi bật trong số này là dự án nhà máy điện mặt trời của tập đoàn Điện lực Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 5.600 tỷ đồng.